nếu như anh có thể nhìn thấu. Dáng vẻ em nhẫn nhịn vì anh. Quá khứ kia sẽ cuốn đi theo gió. Từ bắt đầu đến lãng quên. Qua ánh lửa yếu ớt. Anh và em nhìn nhau thật gần. Cứ gọi là duyên phận trở nên gượng ép. Ai sẽ tuyệt vọng hơn ai? Cứ như vậy ngồi bên cạnh anh. Liệt ái. Tập 18, tôi chỉ không muốn xảy ra chuyện. Mọi người cứ tự nhiên đây nhé. Đều là món nổi tiếng của ca Tùng Hạt Lâu đấy. Cứ tự nhiên, nào, mời. Mời. Tuân Sơ, sao con lại đến đây, anh Tuân Sơ? Thiếu tướng Đoàn đến đó con à? Nghe nói hôm nay hội trưởng Sở ở đây mời tiệc chú Tống. Hôm nay con tình cờ tìm thách chai rượu vang đỏ hảo hạng, mang tỉ mọi người cùng thưởng thức. Tuân Sơ à, con có lòng quá. Nào. Chú Tống, hội trưởng Sở, các vị chủ quán, tôi mời mọi người một ly. Được. Mời thiếu tướng. Cạn ly. Rượu ngon đấy, ngon. Tùng Hạt Lâu. Đa tạ hội trưởng Sở đã mời tiệc. Còn cả rượu ngon của Tuân Sơ nữa. May nhờ tướng quân chiếu cố chúng tôi bao nhiêu năm, mối làm ăn mới của thương hội chúng tôi đều phải trông cậy cả vào tướng quân rồi. Phải rồi. Đây là chút thành ý mà Sở mổ muốn tặng cho Tống tiểu thư, là dây chuyền kiểu dáng mới nhất, mong rằng Tống tiểu thư sẽ thích. Được, được. Hội trưởng Sở khách sáo rồi. Anh Tuân Sơ, ngày mai chúng ta ra ngoại ô chơi nhé. Chúng ta có thể gọi cả Tống. À không, là anh Tuân Thụy. Quyển Trinh. Con bé này. Lão Sở à, đã theo Tống mổ tôi thì dĩ nhiên là người của tôi rồi. Đừng làm tôi thất vọng đấy. Vâng, vâng. Chú Tống, không còn sớm nữa. Viễn Trinh, em về trước cùng chú Tống đi. Viễn Trinh, nghe lời đi, về nhà cùng ba. Được rồi à. Hội trưởng Sở, hôm khác tôi lại mời anh nhé. Tạm biệt, gặp lại sau nhé. Đi thông thả nhé. Có chuyện gì thế? Thưa ngài, đang sửa mặt ngài đi vòng vậy à? Nằm xuống. Lâm Văn Ngữ, có phải chị chán sống rồi không? Sao cậu lại đến đây? Tôi không đến nào chờ chị gây rắc rối ra đây à? Tôi phát hiện đám vô dụng. Ba ơi, lập tức điều tra cho ta. Vâng. Làm sao đây? Vừa rồi chị to gan lắm cơ mà. Bây giờ biết sợ rồi hả? Cao vậy sao? Đừng phí lời. Mau xuống đi, tôi đỡ chị.
Cậu sao thế Tuân Sơ? Quậy đủ rồi chứ? Về nhà tôi sẽ xử lý chị. Chị có biết nguy hiểm thế nào không hả? Cậu tự xem những thứ này là gì? Tống Chấn Viễn mấy năm nay sai người của sở cảnh sát điều tra cậu. 10 năm trước bọn họ nói kết cha án tôi chính là hung thủ chết Tư lệnh. Bây giờ xem ra họ đã sớm cấu kết viết nhau từ lâu rồi. Tôi chỉ không muốn chị xảy ra chuyện. Nếu tối nay bị bọn họ phát hiện, chị chắc chắn không thể sống sót trở về. Xin lỗi, tôi chưa nói gì với cậu đã tự quyết định. Bao nhiêu năm như vậy, Tống Chấn Viễn giữ tôi lại không giết. Chắc hẳn ông ta muốn có được tin về kho tiền nhà họ Đoàn trong tay tôi. Tống Hoài Ninh cũng nhất định là tai mắt mà ông ta xếp bên cạnh tôi. Nhìn kìa, Tô Mục không hề tiết lộ hành tung của ca Tư lệnh Đoàn là Tống Chấn Viễn. Tống Chấn Viễn, Tống Chấn Viễn muốn có được tiền và quyền lực của nhà họ Đoàn. Năm đó Tư lệnh Đoàn ở quân đội, bên cạnh có lực lượng hùng hậu bảo vệ. Tống Chấn Viễn mãi không khuất hội ra tay, bèn âm thầm giám sát Tư lệnh Đoàn. Mãi đến đêm giao thừa, lúc Tư lệnh Đoàn trang gọn nhẹ về nhà, không dẫn theo nhiều người. Sau khi Tống Chấn Viễn biết tin, đã lập tức dẫn người giết cả nhà họ Đoàn. Không ngờ lại để cậu chạy mất. Nói tiếp đi. Tống Chấn Viễn biết cậu đã chạy mất thì luôn đi tìm cậu. Hắn muốn biết tin tức về nhà họ Đoàn từ chỗ cậu. Sau đó hắn điều tra ra cậu đã đến trường quân đội, cử con trai nuôi của mình đến tiếp cận cậu. Ai ngờ bao nhiêu năm trôi qua, cũng vẫn không điều tra ra tin tức về kho tiền. Không điều tra ra được. Tống Chấn Viễn muốn ra tay với Tư lệnh Đoàn, rồi vì bảo vệ Tư lệnh Đoàn nên mới chết. Giết cả nhà họ xong, Tống Chấn Viễn muốn tiếp quản quân đội của nhà họ Đoàn. Hắn liền mua chuộc sở cảnh sát để kết án, định tội cho Tô Mục. Đoàn Tuân Sơ, thiếu tướng Đoàn, tôi đã khai hết rồi, xin cậu tha cho tôi. Tha cho tôi đi. Tiếp tục thẩm vấn, phải bắt hắn nói rõ hết mọi chuyện. Thiếu tướng Đoàn, thả con trai tôi ra. Thiếu tướng, Phó Quan Tôn, tình hình binh lực của Tống Chấn Viễn mấy năm nay thế nào? Ông ta nhiều năm đẫn quân trấn thủ Phong Thành, từ lâu đã có danh tiếng tốt. Hơn nữa binh lính Nhâm Sư Tư lệnh Đoàn gần như đều nằm trong tay ông ta. Thiếu tướng, nếu cậu ra mặt vào lúc này, e rằng rất khó được tín nhiệm. Vả lại gì? Vả lại ông ta đã cấu kết viết sở cảnh sát, chúng ta càng không thể động hấp tấp. Tên họ Vương hiện giờ thế nào? Vẫn đang thẩm vấn. Tiếp tục tra tấn ép cung, cho đến khi hắn chịu nói rõ chính mà hắn cấu kết viết Tống Chấn Viễn. Rõ thưa thiếu tướng. Tôi muốn nói cậu biết một chuyện. Tôi cảm thấy Hoài Ninh không bình thường. Chị đã phát hiện được gì rồi? Mấy ngày trước ấy hỏi tôi Phó Quan Tôn đi đâu. Tôi cho rằng bây vẫn giờ bị Tống Chấn Viễn xúi dục, vậy nên tôi cố tình tìm cơ cùng anh ấy về Tống Phủ.
Thiếu gia, chúng tôi bám theo người của thiếu tướng một ngôi miếu. Có vẻ bọn họ đang đào thứ gì ở đó. Đi, dẫn người đi xem. Vâng,